Đây là cái phòng mà ông Sám mà làm studio nè. William ơi, xuống đây con, xuống đây. Phòng này là ông Sám làm studio nè. Ghế này mình rất là thích, mình chọn ông Sám nuôi cho mình nè. Đó. Rồi lên đây chơi đi con. Ngồi lên đường đưa. Đi làm đâu? Quay mặt lại cho mẹ coi coi. Kia phòng này là làm studio. Ông xã mình thích lắm. Rồi nhiều lúc mình ca hát rồi đó, quay cảnh rồi đó. Nếu mà quay ở trong thì ông xã mình quay thay đổi cái bát rau thôi. Còn nếu quay ngoài trời thì ông xã mình ra ngoài trời quay cho mình. Đi làm ơi không? Ai nằm gì xấu xí vậy nè? Đi làm ơi. Đây là mấy cái đồ mà Trang Tím mình chưa có mua để mà làm. À, mấy đồ trang trí ở đây mình quay phim cho nó đẹp á các bạn. Đó. Dễ thương hả? Liam ơi con. Từ rồi con. Đây là cái máy tập thể dục. Ôi Liam tập thể dục chưa? Hả? Đi làm nó chơi con này. Từ cẩn thận á. Cẩn thận nha. Cẩn thận ở nhà té nha. Cẩn thận. Nè, cẩn thận nè. Đây là cái phòng á. Phòng đây là phòng video. Đây trường Phúc Lộc phòng rất là thích lắm luôn. Đây đẹp. Mình rất là vui. Dạ nó chơi em á. Cẩn thận té nha. Giờ nó bắt đầu chạy lên khỏi iPad rồi nè. Dạ. Nó chơi thôi. À, đây là đủ đồ nghề hết. Đó là nhà dưới. Đó. Chủ yếu là mình quay cái phòng studio để cho mọi người cùng xem. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha đã theo dõi video, cũng như là hãy yêu thương Thoa bằng cách là like share, cũng như là giúp Thoa like share, cũng như đăng ký kênh ủng hộ Thoa nhé mọi người. Chúc cả nhà bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cũng ngọt ngào một lời cho rất là dễ thương phải không mọi người? Ở dưới.
tay cả nhà nha. Chúc cả nhà bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Đừng quên like, share như phụ giúp Thoa đăng ký kênh nhé. Bye cả nhà.